trận đấu giao hữu quốc tế giữa đội tuyển U22 Việt Nam và đội tuyển U20 Argentina. Trong trận đấu này thì Nguyễn Công Phượng là người đeo băng đội trưởng bên phía U22 Việt Nam. Để tiện cho quý vị và các bạn theo dõi trận đấu này, chúng tôi xin được thông báo đội hình xuất phát của hai đội. Bên phía đội tuyển U20 Argentina, những cầu thủ ra sân gồm có thủ môn mặc áo số 1 Petri Franco, cao thủ số 2 Foy Juan Marcos, số 3 Valenzuela, số 4 Montiel Gonzalo, số 5 đội trưởng Ascabia Lionel, số 6 Senesi Nicolas, số 7 Torres Marcelo, số 8 Palacios, số 9 Martinez, số 11 Marcila, số 15 Colombato. Huấn luyện viên trưởng của đội tuyển U20 Argentina là ông Claudio Fernando Ubeda. Còn bên phía đội tuyển U22 Việt Nam, chúng ta có thể thấy là đội hình xuất phát như sau: thủ môn số 22 Phí Minh Long, số 32 Trần Văn Kiên, số 3 Hoàng Văn Khánh, số 6 Trần Hữu Đông Triều, số 8 Nguyễn Tuấn Anh, số 10 Nguyễn Công Phượng là người đeo băng đội trưởng, số 11 Đỗ Duy Mạnh, số 12 Nguyễn Phong Hồng Duy, số 13 Lâm Tuy Phong, số 14 Lê Thanh Bình và số 17 Vũ Văn Thanh. Như vậy là trận đấu giữa đội tuyển U22 Việt Nam và U20 Argentina đã bắt đầu. Một đội bóng đang đặt mục tiêu chinh phục tấm huy chương vàng tại SEA Games 29 diễn ra vào tháng 8 tới đây tại Malaysia. Đó chính là việc gặp những đối thủ mạnh như thế này sẽ mang tới nhiều cơ hội để chúng ta tự tin trước những đối thủ mạnh. Cơ hội dành cho Argentina. Đó là cú sút của Marcelo Torres, cầu thủ hoạt động bên phía cánh phải mang áo số 7 của U20 Argentina, chính là cầu thủ thi đấu nổi bật nhất cách đây 4 ngày trên sân vận động Thống Nhất tại Thành phố Hồ Chí Minh. Vừa rồi đã có một phản xạ rất tốt của thủ môn Phí Minh Long. Pha phá bóng của Tuấn Anh. Tuấn Anh đã có tình huống phạm lỗi. Tuấn Anh vừa mới kịp bình phục chấn thương và anh đã tham gia rất tích cực để có thể góp mặt trong trận đấu ngày hôm nay. Chúng ta đang được xem lại pha lấy bóng và xử lý rất kỹ thuật của Tuấn Anh, tiền vệ mới trở lại sau chấn thương. Vũ Văn Thanh, cơ hội đã có lỗi việt vị. Cơ hội phản công cho U22 Việt Nam. Đông Triều rất hay. Thanh Bình, Hồng Duy rất kỹ thuật. Thứ hai Tuấn Anh. Đồng đội đã không hiểu ý của Tuấn Anh. Một pha phối hợp rất con nét của đội tuyển U22 Việt Nam. Các hậu vệ để lơi lỏng và để cho họ có khoảng trống thì lúc đó các cầu thủ U20 Argentina sẽ phát huy được hết tố chất kỹ thuật của mình. Ngày hôm nay các cầu thủ U22 Việt Nam cần phải chơi áp sát và không tạo nhiều khoảng không gian cho các cầu thủ U20 Argentina. Vừa rồi thì trọng tài đã thổi phạt đối với trung vệ mang áo số 3 của đội tuyển Việt Nam, đó là Hoàng Văn Khánh. Đội tuyển U20 Argentina sẽ được hưởng một quả đá phạt trực tiếp với cự ly và góc sút rất lý tưởng. 1/3 thời gian thi đấu chính thức của hiệp 1 trận giao hữu quốc tế giữa đội tuyển U22 Việt Nam và U20 Argentina đã trôi qua. Một trận đấu đến thời điểm này là rất tốt đối với đội tuyển U22 Việt Nam. U20 Argentina là đội đang kiểm soát bóng nhiều hơn, nhưng không phải là một thế trận đến thời điểm này là quá lấn lướt của các cầu thủ tới từ Nam Mỹ. Đứng trước quả đá phạt đang là tiền vệ Colombato Santiago. Colombato rất nguy hiểm. Cú sút phạt đẳng cấp và đã không có cơ hội cản phá dành cho thủ môn Phí Minh Long. Phút thứ 16. Tiền vệ trung tâm của U20 Argentina Colombato Santiago đã tạo ra một bàn thắng rất đẹp mắt trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Thêm một lần nữa chúng ta chứng kiến được khả năng của các cầu thủ U20 Argentina. Trong một thế trận như thế này thì những tình huống đá phạt sẽ là cơ hội cho cả hai đội bóng để có thể có được bàn thắng mở tỷ số. Và các cầu thủ U20 Argentina đã tận dụng được cơ hội này. Một pha đá phạt có thể nói là cực kỳ đẳng cấp. Bóng vào góc cực khó và khiến cho thủ thành Phí Minh Long đã phải bó tay ở trong tình huống này. Quan sát buổi tập của đội tuyển U20 Argentina vào tối qua trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình thì huấn luyện viên
chúng ta cùng xem là Công Phượng sẽ sút thẳng hay sẽ kiến tạo bóng bổng cho đồng đội bằng vào đây. Công Phượng, cú sút trúng ngang rào chắn của U20 Argentina. Marcelo Torres. Công Phượng lùi về và lấy bóng rất kịp thời. Pha xử lý mạo hiểm của Văn Thành. Dứt điểm. Chút nữa tỷ số là 2-0. Cú ra chân vừa rồi là của tiền vệ Marcela. Một tình huống chuyền ngang rất mạo hiểm của Vũ Văn Thành. Chúng ta hãy cùng xem lại cú dứt điểm đầy khó chịu của Marcela Eskian. Được chuyền vừa rồi là của Thách Bình. Rồi tấn công cho đội tuyển U22 Việt Nam. Không được. Tuy nhiên đã có lỗi. Sẽ có thêm một quả đá phạt nữa dành cho đội tuyển U22 Việt Nam. Trợ lý của trọng tài Cameroon đã bắt lỗi trong pha ngăn cản vừa rồi của hậu vệ cánh trái bên phía U20 Argentina, Valenzuela. Trong những buổi tập thì huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng đã rất chú trọng tới những bài tập trong những tình huống đá phạt. Và đó là cơ hội cho các cầu thủ U22 Việt Nam. Treo bóng hơi mạnh. Một pha treo bóng có phần thiếu cảm giác. Đó là pha treo bóng của Nguyễn Phong Hồng Duy. Người thực hiện quả đá phạt vẫn là Colombia Santiago. Thanh Bình. Cú dứt điểm. Tỷ số đã là 2-0 cho các cầu thủ U20 Argentina. Pha giá chân rất nhanh của các cầu thủ U20 Argentina. Những tình huống ra chân có thể nói là rất bất ngờ và rất nhanh của các cầu thủ U20 Argentina. Và lần này người thực hiện đó là Palacios. Palacios là một tiền vệ có thể nói là tài năng. Khả năng đó anh đã được thể hiện trong trận đấu với U20 Việt Nam. Thêm một lần nữa chúng ta xem lại bàn thắng của Palacios. Một pha cứ lòng có thể nói là tuyệt vời của cầu thủ mang số 8 bên phía U20 Argentina. Cầu thủ đã để mất bóng và dẫn tới bàn thua thứ hai của đội tuyển U22 Việt Nam, đó chính là tiền đạo Lê Thanh Bình. Đánh đầu rất nguy hiểm. Phản xạ rất đúng lúc của Phi Minh Long. Pha triển khai bóng của các cầu thủ U22 Việt Nam. Đường trọng khe. Rồi. Công Phượng không được. Pha nhả bóng lại của Công Phượng. Đó là một pha trọng khe và một đường triển khai tấn công có nét của các cầu thủ U22 Việt Nam. Dù không có được bàn thắng trong pha phối hợp tấn công này nhưng đây là một trong những tình huống phối hợp tốt nhất. Sẽ gặp là U20 New Zealand. Cú móc bóng. Pha bay người rất đẹp của Minh Long. Văn Thành. Thủ thành của U20 Argentina đã ra ngoài phá bóng sau tình huống chuyền bóng của Văn Thành. Chúng ta đang được xem lại tình huống khống chế bóng ngực và ngả người dứt điểm rất đẹp mắt của tiền đạo Martinez. Một cơ hội tuyệt vời để cho đội tuyển U22 Việt Nam có được bàn thắng rút ngắn tỷ số. Công Phượng. Cú sút đi cao hơn xà ngang một chút ít. Rất tiếc cho Công Phượng và các đồng đội. Cũng là một tình huống sút điểm rất có chủ đích của Công Phượng. Nhưng anh đã không làm được điều giống như cầu thủ mang áo số 15 của đội bạn đã làm được với bàn thắng mở tỷ số của Colombato. Cú mở bóng rất hay.
thôi. Lâm Tỳ Phong rất hay. Công Phượng, Lâm Tỳ Phong, một pha phạm lỗi rất rõ ràng của đội trưởng Ascasiba và thẻ vàng dành cho số 5 bên phía U20 Argentina. Một tình huống phối hợp với tốc độ nhanh và chính xác giữa Lâm Tỳ Phong và các đồng đội. Trong sơ đồ chiến thuật của huấn luyện viên Ubeda thì đội trưởng Ascasiba Lionel, người vừa phải nhận thẻ vàng, đá ở vị trí tiền vệ phòng ngự, và vừa rồi là phẩm chất của một cầu thủ như vậy. Công Phượng, Tuấn Anh, những pha bật nhả khá tốt ở khu vực tuyến giữa của các cầu thủ U22 Việt Nam. Cú chấp bóng không được. Quả đá phạt góc tiếp theo cho các cầu thủ U22 Việt Nam. Những pha phối hợp như vừa rồi cho thấy không chỉ cầu thủ U20 Argentina mà U22 Việt Nam cũng có thể có những pha xử lý rất mềm mại và kỹ thuật. Tình huống phối hợp bật nhả vừa rồi giữa Tuấn Anh, Công Phượng và đồng đội đã cho thấy điều đó. Cơ hội! Các hậu vệ của U20 Argentina đang thi đấu rất tập trung. Chia bóng vào bên trong, bóng vẫn đang trong tầm kiểm soát của các cầu thủ U20 Argentina. Palacios, Montiel, Torres, và phát bóng lập bập của thủ thành Minh Long. Rất may là không có thêm bàn thắng nữa cho các cầu thủ U20 Argentina, và xử lý không tốt của thủ thành Minh Long. Chúng ta hãy cùng xem lại bóng này. Từ một pha tạt bóng có thể nói là không khó của Marcelo Torres, nhưng thủ thành Minh Long đã chơi không tốt ở tình huống vừa rồi. Tuấn Anh, Văn Kiên, những nỗ lực cuối cùng trong hiệp một từ phía cầu thủ U22 Việt Nam. Pha đẩy bóng của Văn Kiên, rồi pha đổ người xuất sắc của phía Minh Long vẫn không vào, và đã có bàn thắng thứ 3 dành cho các cầu thủ U20 Argentina. Một tình huống dứt điểm vào trong khung thành gần như đã bỏ trống của Marcela. Một tình huống để mất bóng rất tai hại của Văn Kiên. Chúng ta hãy cùng xem lại tình huống dẫn tới bàn thắng thứ 3 dành cho các cầu thủ U20 Argentina. Một tình huống dứt điểm quá dễ dàng và thoải mái dành cho Palacios. Như vậy là số 8 tiền vệ trung tâm của đội tuyển U20 Argentina đã có được cú đúp trong trận đấu ngày hôm nay. Bàn thua này xuất phát từ tình huống chuyền bóng sai lầm của Văn Kiên. Tuấn Anh, Lâm Tỳ Phong, Công Phượng, được chưa? Công Phượng không được. Pha tiếp bóng của Lâm Tỳ Phong. Ngay từ đầu hiệp 2, các cầu thủ U22 Việt Nam đã có một tình huống tấn công về phía khung thành của đối phương, và đó là một pha phối hợp khá tốt của Argentina tại Việt Nam. Ông Juan Valle đã trao tặng chiếc áo của đội tuyển Argentina cho thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Không được, rất đáng tiếc cho đường chuyền ngang vừa rồi của Thanh Bình. Pha xử lý tốt của cầu thủ vào sân đầu hiệp 2, Konechi, Montiel, Konechi, rất nguy hiểm. Và đó là một tình huống đốt lưới nhà. Bàn thắng thứ 4, bàn thắng thứ 4 đã tới với các cầu thủ U20 Argentina. Sau tình huống băng ra vừa rồi thì thủ môn phía Minh Long đã bị đau. Chúng ta hãy cùng xem lại tình huống dẫn tới bàn thắng thứ 4 dành cho cầu thủ U20 Argentina, và cầu thủ đã đưa bóng về lưới nhà đó là cầu thủ vào sân từ băng ghế dự bị vào đầu hiệp 2, Trần Đình Khương.
Pha chuyền bóng rất hay. Lần này thì thủ thành Minh Long đã ra kịp thời. Và dường như lại đã có một tình huống va chạm nữa. Người va chạm với thủ thành Minh Long đó là Martinez. Lần này thì thủ thành Minh Long đã ra rất kịp thời. Trong những tình huống trước đó và trong hiệp 1 thì Minh Long đã có những tình huống xử lý không thực sự tốt. Anh có những pha bắt bóng lập bập và có những pha bóng có thể nói là ra chậm mất một nhịp. Nhưng trong pha bóng vừa rồi thì Minh Long đã ra rất kịp thời. Chúng ta hãy cùng xem lại pha bóng này của các cầu thủ U20 Argentina. Tình huống va chạm vừa rồi đã khiến cho cả tiền đạo Martinez của U20 Argentina và thủ môn Phí Minh Long của U20 Việt Nam đang bị đau. Những trận đấu giao hữu quốc tế như thế này là rất cần thiết đối với cả U20 Việt Nam của chúng ta cũng như là U20 Argentina cho những mục tiêu đề ra của mình. Đối với U20 Argentina đó là vòng chung kết của giải U20 Thế giới khởi tranh vào cuối tháng 5 này tại Hàn Quốc. Còn đối với đội bóng đá nam tại SEA Games 29 diễn ra vào tháng 8 tới đây tại Kuala Lumpur, Malaysia. Bên cạnh đấu trường SEA Games thì các học trò của huấn luyện viên Nguyễn Thắng vẫn phải tham dự vào những đấu trường khác nữa. Chúng ta còn có trận đấu tại vòng loại cũng là một cầu thủ trưởng thành từ chính giải trẻ như thế này. Cơ hội cho các cầu thủ U22 Việt Nam. Đường bật đoàn rất hay. Đang qua người không vào. Pha căng ngang rất đáng tiếc của các cầu thủ U22 Việt Nam. Rất đáng tiếc trong tình huống vừa rồi. Nếu chính xác hơn một chút nữa thôi thì các cầu thủ áo đỏ của chúng ta đã có thể có được bàn thắng. Pha phối hợp rất có nét của các cầu thủ U22 Việt Nam. Cầu thủ đã thực hiện được căng ngang đó là Lâm Tây Phong. U20 Argentina được hưởng quả phạt góc và người thực hiện là Konechny. Khá nguy hiểm. Và thêm một bàn thắng nữa dành cho cầu thủ U20 Argentina. Một cú sút có lẽ là ở trong khu vực 5m50. Phút thứ 20 của hiệp thi đấu thứ hai và đã có thêm một bàn thắng nữa dành cho đội bóng của huấn luyện viên Ubeda. Và chúng ta cùng xem lại góc máy quay chậm này để xem cầu thủ nào đã ghi bàn thứ tư. Có lẽ cầu thủ ghi bàn thứ tư cho cầu thủ U20 Argentina là trung vệ mang áo số 6 Senesi. Đúng như vậy, cú sút quá dễ dàng. Pha lên bóng của các cầu thủ U20 Argentina. Pha nhả bóng lại, sút đó. Không vào. Cú dứt điểm bóng đã đập vào mé ngoài cột dọc và đi ra ngoài. Một pha triển khai bóng rất nhanh của các cầu thủ U20 Argentina và kết thúc bằng cú dứt điểm của Mendes. Sự thay đổi người thứ 6 trong trận đấu từ phía đội tuyển U22 Việt Nam. Lâm Tây Phong rời sân để nhường vị trí cho cầu thủ mang số 7 Hoàng Thanh Tùng. Công Phượng. Đây là cơ hội để có thêm bàn thắng nữa dành cho cầu thủ U20 Argentina. Khoảng trống. Quá ghê. Một tình huống cứu thua xuất sắc của các hậu vệ bên phía đội tuyển U20 Việt Nam. Người đã giải nguy có lẽ là Đình Khương. Một
pha phản công rất sắc của cầu thủ U20 Argentina. Thủ môn Phí Minh Long đã bị qua người, nhưng các đồng đội của anh đã kịp thời bọc lót. Đánh nhau. Đã có thêm một bàn thắng nữa cho các cầu thủ U20 Argentina. Tỷ số vào lúc này đã là 5-0 nghiêng về phía các cầu thủ U20 Argentina. Bóng đã hai lần chạm sang ngang khung thành của thủ môn Phí Minh Long trước khi mang về bàn thắng thứ 5 cho U20 Argentina. Chúng ta cùng săn lại pha bóng này. Cầu thủ đã ghi bàn thắng thứ 5 cho đội tuyển U20 Argentina đó chính là tiền đạo vào sân từ bàn ghế dự bị Ponce. Chúng ta hãy cùng xem lại pha ghi bàn của Ponce. Chuyển rất thoáng của Ponce dành cho đồng đội của mình. Garacho khá thoải mái. Pha xử lý một nhịp qua người rất hay, nhưng cú cứa lòng thì lại không đi theo ý muốn của Garacho. Sau khi vào sân để thay thế cho tiền vệ Palacios thì Garacho đã có những cơ hội rất tốt để ghi bàn. Đặc biệt là tình huống anh vượt qua thủ môn Phí Minh Long nhưng lại không thể chiến thắng được trong pha băng về của Đình Khương. Và vừa rồi là một tình huống anh qua người rất tốt, vượt qua được Duy Mạnh, nhưng cú dứt điểm lại đi chạch khung thành của thủ môn Phí Minh Long. Như vậy là trận đấu giao hữu giữa U22 Việt Nam và U20 Argentina đã khép lại với tỷ số 5-0 nghiêng về phía các cầu thủ U20 Argentina.